Chào các em, đây là câu số 3 của cái đề số 2. Thầy lưu ý mấy em điều nha, lưu ý mấy em điều. Tới đây thầy nói luôn, những cái câu nào á, mà mình thầy giải mà mấy em không biết cách giải, không biết cách suy luận á, thầy cũng nói rất là kỹ. Nếu mà tạm thời mấy em chưa hiểu á, thì hồi xưa gặp những bài mà thầy chưa hiểu, thầy sẽ cố gắng học thuộc lòng nó, học thuộc cái dạng đề của nó và cái cách suy luận, cái cách làm của cái bài đó. Học hết, nói chung là học từ cái đề cho đến hết nguyên cái bài giải của nó. Rồi sau này từ từ á, gặp lại nó thì thầy vẫn biết cách để mà làm. Tuy thầy không hiểu nhưng mà thầy làm theo cái đó thì từ từ thầy cũng sẽ hiểu. Từ từ thầy cũng sẽ làm được. Thì một cái nữa là khi mấy em làm càng nhiều những cái câu, những cái đề về sau đó thì cái kiến thức của em rộng lớn hơn. Thì những cái câu mà hồi trước mấy em không hiểu á, tự nhiên mấy em coi lại thì mấy em sẽ thấy hiểu. Cố gắng nha, mấy em cố gắng coi. Lưu ý lại, mình đang làm cái đề thử sức số 1 nè. Mình đang làm đề số 2, mình đang làm đề số 2 thì mình phải coi lại đề số 1 và thử sức số 1 có những câu khó đó. Có chắc chắn có những câu mà mấy em chưa có hiểu đâu. Cái kiến thức của mình chưa hiểu thầy cũng vậy. Nhưng mà chúng ta cứ cố gắng học nó thuộc lòng đó. Chưa hiểu thì mình cứ gắng học lòng nha. Cái đó là cái cách của thầy xử lý hồi xưa. Và thấy cái đó hiệu quả. Không biết bây giờ làm sao, giờ lỡ giờ mình không biết bài đó, giờ tự nhiên cái đi thi mình gặp lỡ bài đó rồi sao? Không biết, cái là không biết luôn hả? Dù sao mình cũng có một cái mình học thuộc lòng á, mình lấy ra mình xài, mình áp dụng y chang vậy, hy vọng thì nó giải ra nó. Hồi xưa thầy cũng nhờ đó mà thầy cũng giải được nhiều bài lắm á ha. Cách suy luận á mình không biết, nhưng mà mình không biết tại sao mình lại suy luận như vậy, nhưng mà mình biết là mình suy luận như vậy thì bài toán nó giải ra rồi, ok mình cứ làm thôi. Còn mà hiểu nó hay không á thì từ từ, đúng không? Rồi, đây là câu số 3 của đề số 2. Gọi AB là hai điểm biểu diễn cho số phức là nghiệm của phương trình z bình phương. Để thầy coi còn âm thanh đâu. Z bình cộng 2z cộng 3 tính độ dài đoạn thẳng AB. Bài này khá dễ mấy em. Đây là một cái phương trình mà mấy em nhìn vô mấy em thấy là nó vô nghiệm thiệt. Delta phẩy nó âm nè, nhưng mà trong nghiệm thực thì nó vô nghiệm, nhưng mà nghiệm ấy thì nó có nghiệm. Nghiệm phức thì có nghiệm, mình sẽ tính delta phẩy là b phẩy bình là 1 trừ ac là trừ 3, thì đáp án ra là trừ 2, b phẩy bình trừ ac. Thì từ đây mình sẽ suy ra căn của delta phẩy của chúng ta sẽ bằng gì đây? Căn của trừ 2 là căn 2y, căn 2y. Tại vì dấu trừ này á, mình viết lại trong hệ số phức á, sẽ là 2 lần y bình phương. 2 lần y bình phương mình rút căn ra là căn 2y. Đó đây, thì viết cái này cho mấy em dễ nhìn thôi. Mấy em có thể viết luôn cũng được, bằng căn bằng 2y bình phương cũng được, tại vì y bình bằng trừ 1 mà. Rồi sau khi có delta phẩy rồi đó, mình sẽ suy ra z1 và z2. Mấy em biết á, là z á, thì bằng trừ delta phẩy trừ b phẩy cộng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy chia a, nhưng mà a là 1 thì thôi mình viết luôn trừ b phẩy là trừ 1 cộng căn 2y. Đây đúng dạng số phức luôn, phần thực, phần ảo và y nè. Trừ 1 trừ căn 2y. Đó, xong ha. Để kiểm tra lại mình làm đúng hay làm sai á, thì mấy em lấy máy tính mấy em bấm 53. Bấm cái này vào 1, 2, 3. Ra trừ 1 cộng căn 2y, đúng rồi, trừ 1 trừ 2. Tới đây mình làm đúng rồi, mình làm đúng. Khi mà có hai cái nghiệm này đó, gọi AB là hai điểm biểu diễn cho số phức tính độ dài đoạn thẳng AB. Từ đây mình suy ra A mình tạm coi nó đó là trừ 1 chấm phẩy căn 2 là điểm, điểm trừ 1 căn 2. Và B cũng ta viết dưới này đi, để lát mình trừ cho dễ, trừ 1 chấm phẩy trừ căn 2 ha, đúng không? Đây là hai điểm, điểm A biểu diễn cho Z1 trừ 1 căn 2, điểm B biểu diễn cho Z2 trừ 1 trừ 2. Đây là tọa độ của những cái số phức này trong mặt phẳng OXY. Tính độ dài đoạn thẳng AB thì mình suy ra AB, AB sẽ bằng căn của xa trừ xb là trừ 1 trừ cho trừ 1 tất cả bình phương cộng cho xb là trừ căn 2 trừ đi căn 2 tất cả bình phương. Mấy em thấy là rất là dễ ha, trừ 1 mà trừ trừ 1 mất, nó trừ nó mất, thằng này á là ra là trừ căn 2 trừ căn 2 tất cả bình, tất cả bình bỏ dấu căn đi, ra là 2 căn 2, 2 căn 2. Mình không có cần tính gì cả, tại vì số bình phương này với căn này. Thì từ đây mình suy ra độ dài đoạn thẳng AB là 2 căn 2. Suy ra độ dài, vậy chứ lộn, vậy độ dài đoạn AB là 2 căn 2 là xong nha. Rất là đơn giản mấy em, khá đơn giản.
Cái số phức á, thì bài này mình học được gì? Tại vì phần chuyên đề số phức thì không có dạy, nhưng mà mấy em phải 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 biết những cái cơ bản đó. Phần này mình học thêm một ít, phần một thì mình học rồi một ít, phần này mình học thêm một ít nữa, những phần sau mình học thêm ít 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 nữa. Thì AB ở đây á là 2 điểm biểu diễn cho sách 1, sách 2, đơn giản vậy thôi, không có gì hết ha. Này là x nè, này y của nó nè, x nè, y của nó nè. Rồi bây giờ mình sẽ ta sẽ đi qua câu B, một cái phương trình logarit. Một cái phương trình logarit, cái quy tắc của những cái phương trình logarit đó là mình phải đưa nó về cùng một cơ số. Những bài toán mà không thể đưa về cùng cơ số, những bài toán đó thì những cái đề sau mình sẽ thấy thôi. Có những bài không thể đưa về cùng cơ số thì mình sẽ có những cái cách, những cái chiêu trò để mình giải quyết nó nhanh gọn lẹ hơn. Rồi. Đối với thằng này thì mình nhìn nhìn sơ qua mình thấy 2733 là số 1 này cũng đưa về cùng cơ số được, là logarit số 1, logarit cơ số 3 của 3 là 1. Những cái thằng 27 này cũng đưa được nè. Thằng này đưa đưa về được cùng cơ số 3 hết thì mình gom lại chắc chắn là dễ dàng. Nhưng mà trước khi gom á, đối với bài toán logarit thì làm cái gì đây? Bất kỳ một phương trình nào, giải phương trình là phải đặt đặt điều kiện. Điều kiện chúng ta là x lớn hơn 0, x cộng 2 lớn hơn 0, 4 trừ 3x phải lớn hơn 0. Đó, điều kiện chúng ta là x lớn hơn 0, x cộng 2 lớn hơn 0 và 4 trừ 3x nó phải lớn hơn 0. Hình như mưa hay gì ta? Tương đương, thằng này x lớn hơn 0 và x bé hơn 4 phần 3. 0 bé hơn x và bé hơn 4 phần 3. Mưa thì phải chạy lấy đồ vô. Và video quay cái này á, thì video nó ra liền, nó ra liền ngay lập tức luôn. Cho nên không có cái nút pause, không có nút pause. Nó tiếc của cái phần mềm OBS này nó như vậy. Cái phần mềm này là chuyên về cái việc livestream á, là mấy em thấy là mấy cái thằng mà nó live á, nó chiếu live trên YouTube á, mấy thằng mà chơi game live trên Twitch TV á, nó cũng xài cái phần mềm này để nó ấy. Thôi không nói nhiều nữa. Điều kiện á là cái số ở bên trong này nó phải dương. Được không em? Còn cái thằng này có thể âm hoặc dương, cái cơ số này có thể âm hoặc dương, nhưng mà trong này nó phải dương. Tại vì logarit cơ số A của B nó phải bằng, ví dụ như bằng C đi, thì mình sẽ suy ra cái gì? Suy ra B sẽ bằng A mũ C. B bằng A mũ C. Điều kiện A mũ C nè, A mũ C là số gì? A mũ C không thể nào âm được. Một cái số A mũ C không thể nào âm được. C này là số thực nha. Số thực là phẩy phẩy gì đó. Thì A mũ C không thể nào âm, thì đó cho nên B phải phải dương. Thì thầy viết như vậy mấy em hơi khó hiểu. Logarit cơ số 2 của 3 bằng 4 thì suy ra 3 không phải vậy của K bằng 4. Thôi thôi, nói cái này thôi khỏi đi, tại vì phần chuyên đề logarit thầy nói rồi, nói lại kỳ quá. Thì lúc này thầy sẽ cố gắng đưa về cùng một cơ số hết. Thì thầy viết lại cái phương trình này, thầy viết lại phương trình này. Thầy viết lại phương trình này và thầy sẽ tương đương. Thằng này chúng ta sẽ cố gắng đưa về lại dạng logarit cơ số 3 nha. Logarit 27 này là 3 mũ 3. 3 mũ 3 thì là logarit cơ số 3 của 3 mũ 3. Thì cái mũ 3 dưới này là mình dục lên này là x mũ 3. Mũ gì? Mũ 1 phần 3. Cái mũ dưới này. Để thầy nói lại cái này cho. Ví dụ như logarit cơ số 3 của 3 của x đi. Dạng như thế này nha. Thì cái số 3 này nè đưa ra ngoài đó thì được 1 phần 3 lần logarit cơ số 3 của x. Hiểu không? Đưa ra ngoài thì được 1 phần 3. Mà nếu số 3 này á, đưa vô trong á, thì 1 3 này dạng như 1 3 này dục vô trong là logarit cơ số 3 của x mũ 1 phần 3. Đó. Nó là vậy thôi. Cái số 3 của mũ này. Còn nếu mà cái mũ trên này mấy em cũng đưa tương tự ha, đưa tương tự. Rồi số ngoài đây mấy em đưa vào trong thì mấy em nghịch đảo. Đưa trong mấy em nghịch đảo, ví dụ như thằng này 1 3 logarit cơ số 3 của x thì mấy em đưa 1 3 này vào trong cái chỗ này á thì mấy em sẽ là mũ nghịch đảo của 1 3 là 3, 1 3 nghịch đảo lại là 3 thì này ra 3 mũ 3. Dạng như vậy ha, ngon ha. Thì mấy cái này là logarit cơ bản thôi. Thường thì mấy bạn biết ít lắm, cộng cho mà thầy không có đưa số 1 3 này ra ngoài. Cái mũ 3 này nè, thằng này là logarit cơ số 27 nè, thầy không có đưa ra ngoài, đưa ngoài thì làm không được. Cho nên thầy phải đưa làm sao cho nó về cơ số, về cái vị trí này, một trong hai vị trí này. Thì thầy muốn ra logarit cơ số 3 thì cái số 3 này thầy chỉ dục, có thể dục nó vô đây thôi.
Đó, thì ra là 1 phần 3, x mũ 3 mũ mộng 3. 1 phần 2 này thì cũng dục vô luôn. Nhưng mà thầy dục vô đâu? Mục tiêu dưới này nè. Thầy muốn ra logarit cơ số gì? Cơ số 3. Thầy muốn ra logarit cơ số 3. Thì cái căn 3 này á, 1 phần 2 này đưa vào trong này thì sẽ là mũ mấy? Mũ nghịch đảo của mộng 2 là mũ 2. Căn 3 mũ 2 nhân cho x cộng đi 2 bằng thằng số 1 này, mình cũng đưa dạng logarit cơ số 3 của 3. Thằng này mình cũng vậy, cố gắng đưa về hết một cái cơ số là mình sẽ giải được cái bài logarit thôi của 4 trừ 3x. Nhớ ha, đặt điều kiện là quan trọng nhất nè. Thiếu điều kiện cái là coi như là có người không chấm bài của em luôn. Có người khó thì không chấm, có người dễ thì người ta vẫn chấm nhưng mà người ta trừ nửa nửa số điểm. Và chắc chắn ha, chắc chắn mấy em làm xong mấy em cũng phải lấy máy tính mấy em thí nghiệm lại. Nếu mà mấy em kiểm tra điều kiện á, không có đó, mấy em ra nghiệm bậy á, mấy em phải phải kiểm tra lại hết. Tất cả những phương trình quy tắc là phải kiểm tra lại bằng máy tính. Thằng này á, là logarit cơ số 3 của x, đúng không? Logarit cơ số 3 của x, cộng này là logarit cơ số 3 của x cộng 2. Đó, bằng thằng này, hai này thì gom lại đi là logarit cơ số 3 của cùng cơ số mà cộng vậy thì là nhân lại là 3 nhân 4 là 12 trừ đi 9x. Thì gom lại luôn ha, hai này thì gom lại. Thằng bên này thì cũng gom lại luôn là logarit cơ số 3 của x nhân này ra x bình cộng 2x bằng logarit cơ số 3 của 12 trừ 9x. Đó. Rồi. Thì đây thì khá dễ rồi, hai thằng logarit cùng cơ số thì mình sẽ được là x bình cộng đi 2x sẽ bằng 12 trừ 9x. Bài này mình giải dễ. Mình được x bình cộng cho 11x trừ đi 12 bằng 0. Mình thấy a cộng b c bằng 0 thì hoặc là x bằng 0. Ủa, a cộng b c bằng 0 thì x bằng 1, hoặc là x bằng c chia a là trừ 12. A cộng b cộng c thì 1 hoặc là trừ 12. Mà bây giờ mình kiểm tra lại điều kiện nè. Điều kiện chúng ta là từ 0 đến 4 phần 3. 4 phần 3 là lớn hơn 1 rồi. Cho nên số 1 này nằm ở trong này. Còn cái số âm 12 này là thua rồi. Loại thì mình sẽ tương đương x sẽ bằng bằng 1, mình kết luận vậy. X bằng 1 là nghiệm của phương trình. Bây giờ á, giả dụ ngay từ ban đầu mấy em không đặt điều kiện, mấy em quên. Cái này rất là dễ quên. Mấy em mà làm bài ít đó, thiếu kinh nghiệm làm bài thi á, mấy em quên nhiều lắm. Kể cả thầy bây giờ thì vẫn vẫn đôi khi thì vẫn quên đặt điều kiện, tại vì nhìn vô cái thầy thấy ôi bài này dễ quá, làm liền cái quên cái điều kiện. Điều kiện là cái cơ bản quan trọng nhất khi mà nói đến cái giải phương trình. Em đọc cái chữ mà có chữ giải phương trình là em phải đặt điều kiện thôi. Có chữ giải phương trình là coi có điều kiện hay không. Điều kiện gì? Điều kiện của căn, điều kiện của mẫu thức và điều kiện của gì nữa? Của logarit, có ba cái loại điều kiện. Bây giờ mình nhập lại cái phương trình này, mấy em nhập, mấy em hạn chế nhập những cái phương trình mà mấy em đã biến đổi. Mấy em phải nhập cái phương trình gốc. Khi mà mình thử lại, mấy em phải nhập phương trình gốc là phương trình của đề nè. Và vừa nhập phải vừa kiểm tra logarit nè. Logarit 27 của x mũ 3 nè, mấy em không có biến đổi nha. Nhập cái phương trình gốc mà đề nó cho. Cộng đi 1/2 thì mình đo là 0.5. 0.5 của logarit của căn 3 của x cộng 2. Mình vừa nhập mình vừa kiểm tra x cộng 2. Thấy chưa? Sai sai thì sửa liền. Đó. Đó. Rồi ok, thầy nhập đúng rồi nha. Rồi thầy chuyển hết mấy kia qua giấy bên này luôn là trừ 1 trừ đi logarit cơ số 3 của 4 trừ 3x. Đó. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ can, mình can, can là mình thử á, can với x là 1 bằng. Đúng, nghiệm căn 1 thì ra 0, vế này trừ vế này ra bằng 0, đúng. Nghiệm của phương trình là gì? Nghiệm của phương trình là nó thỏa mãn phương trình đó, thì thỏa mãn phương trình này được không? Đúng rồi, thì dục nguyên đám này qua đây ra 0, vế còn lại ra 0, rồi ra 0 thỏa mãn phương trình. Bây giờ thì can trừ 12 nè, ví dụ như lúc đầu mình không đặt điều kiện, mình có hai nghiệm là 1 với trừ 12, mình ba chớp ba nhoáng á, mình không có lấy máy tính mình kiểm tra lại á, là mình sai. Math error liền, math error là toán 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 sai, toán bậy. Error là sai là lỗi, toán lỗi. Toán lỗi. Rồi, còn syntax error á là lỗi mà nhập dữ liệu, syntax lỗi nhập dữ liệu. Syntax á, syntax là cái cấu trúc á. Đó, thì tới đây á mình biết là mình canh 1, canh -12 là math error, đây canh 1 là ok, như vậy mình biết là -12 này đã bị lỗi.
biết chắc chắn là cái thằng này không phải là nghiệm, mà mình ra 1 với trừ 12, mình ra số 1 trừ 12 mà nói thằng này không phải nghiệm là chỉ có một cái con đường duy nhất thôi, là nó bị lỗi do điều kiện. À mình nhớ là bài này mình chưa đặt điều kiện. Mấy em hiểu hiểu vấn đề không? Đó thì thầy chỉ cho mấy em cái cách suy luận như vậy. Rồi thôi. À, bài mấy bài này thì nói hơi nhiều thôi nhưng mà thầy nghĩ là nó tốt cho mấy em. Ok ha.